chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Chắc là giờ các bạn đang hóng mùa mới lắm đúng không? Đúng, mình cũng thế, nhưng mà ngày nào còn chưa ra mùa mới thì ngày đấy chúng ta vẫn phải xem video mùa cũ. Tao lạy mày rồi ơi, ôi mày lạy mày luôn. Cụ thể là hôm nay mình có một đội hình cho những người thích an toàn, không ưa mạo hiểm. Ưa mạo hiểm thì các bạn có thể chơi đạo trích Exodia, hay là những cái đội hình ban máu đầu game chơi với LED. Về được hay không thì mình không biết. Còn an toàn thì Aatrox 8 đấu sĩ như hôm nay mình chơi cũng là một lựa chọn không tồi. Dễ chơi lại còn giữ máu tốt, chắc chắn sẽ vào top. Top mấy thì mình cũng không hứa luôn. Nói vậy là hơi kỳ á. À, giờ thì vào game để xem là con Aatrox cầm ấn đấu sĩ kích hoạt mốc 8 đấu sĩ thì nó điên cỡ nào nhá. Trận đấu bắt đầu bằng một con Blitz cầm nước mắt mình nhặt được ở chợ. Sau đấy thì ba rau quái cho mình thêm một cái nam châm cùng một ít tiền, thêm cái găng và một cái gậy nữa. Ba cái lõi vàng cho lựa chọn lõi đầu tiên à. Lối đi riêng thì mình không chọn được bởi vì là trên bàn chưa có nhiều tướng hay sao, mà đánh thu hoài cũng chán nên là mình chọn luôn huy hiệu đồ sĩ vì có sẵn hai đồ sĩ trên bàn rồi. Giờ thì mình up 4 thêm ra xua cầm ấn là đủ form 4 đồ sĩ, cho nó cầm thêm cái găng bảo thạch cho chắc cú luôn. Nhìn này trông cũng mạnh, cứ tưởng là win đúng không, nhưng mà không, gọi lời tí nữa đi uổng. Nhà đầu tiên mình gặp đã có hai đấu sĩ kẹp Rammus, lại còn As cầm dìu đen. Tí nữa thì mình thua, may là đứng counter được cú nhảy của Rammus đấy. Không dám tự tin nữa nên là phải check nhà xếp bài tí cho cẩn thận các bạn. Nhà thứ hai mình gặp cũng kẹp Rammus, lại còn Rammus cầm giáp máu mới hãi chứ. Nhìn chung chung thì thấy là bài chả liên quan gì đến nhau đúng không, nhưng mà Rammus cân tim nên là hội đấu sĩ nhà mình không đỡ nổi, thua luôn mà. 2.3 thì mình thay lập lăng vào chỗ ra xua để check admin, rất là phân vân luôn. Mất một hồi thì mình cũng chọn admin tăng đam khi dùng kỹ năng. Giờ trông thì là đần thế thôi, chứ tí nữa kẹp Warwick vào là khác ngay ấy mà. Ngay sau đấy thì mình gặp một nhà cũng giáp máu, nhưng mà là Poppy cầm hai giáp máu kẹp vệ quân. Vãi luôn, vừa trâu lại còn vừa có đam. Lập lăng nhà mình chẳng muốn tiền đình luôn mới clear được dàn vệ quân. Nhưng mà xong thì cũng bị Raven ném chết. Này thì cũng chịu rồi. Lượt đi chợ thứ hai thì mình nhặt về quả trứng cút với một cái cung. Về nhà thì Lee Sin tự lên hai luôn. Dễ thế thì up 5 luôn, mình đánh win trick giữ máu kiếm tiền, hợp tình hợp lý. Sau đấy thì mình gặp hai nhà cũng khá là yếu nên là mình có double win trước round người đá. Vừa tới lo người đá là mình có luôn con rắc trong cửa hàng. Quả trứng cút nở ra hòm đồ nhưng mà mình không mở vội. Đám người đá thì cho mình thêm một cái máy nhân bản, một ít tiền, một cái BF và thêm một cái cung nữa. Đập đá xong là mình phải check nhà một lượt luôn. Quay về nhà up 6 cho chắc cú vì mình không muốn đánh caro nữa. Lượt chọn lõi 2.3 là các nâng cấp anh hùng 2 tiền và 3 tiền. Và mục tiêu của mình là tìm lõi rắc không khoan nhượng để bổ sung đam cho rắc, nhưng mà nó đếch ra. Rồi tới lượt cuối cùng thì có rắc huấn luyện đại cao thủ thì cũng phải lấy thôi, chứ mình làm gì có lựa chọn đâu. Nói bồi chưa kịp kéo dài thì cửa hàng cho mình hẳn 3 con rắc để an ủi. À đúng, tức là mình có hẳn 5 con rắc à? Sao dễ thế nhỉ, quen lắm. Mình hút luôn đồ lập lăng để trả lại crit phép cho rắc. Giờ thì mình mới mở hòm đồ để kiếm cung với ở gậy cho rắc đây này. Vãi, không có cái nào luôn. Tôi thì lấy cái giáp thêm tành vậy. Đội hình 6 đấu sĩ rắc 2 trong ổn áp VL rồi mà lại gặp luôn cái nhà này. Morgana chói 3 mục tiêu, tôi liệm rồi. Rắc đứng im cho Lucian với cả Kai'Sa bắn nát hết người. Tưởng đâu là tơn này thắp lên được ngọn lửa Witchick, hóa ra là lại về mò ảo thật đấy. 3.3 thì mình gặp lại nhà vệ quân Raven. Mà giờ thì 3 chấm lên là dàn vệ quân lên 2 hết rồi. Nhưng mà rắc của mình đam phép cộng thêm Raven nhà kia tay không ra trận, nên là đơn giản rắc bổ từng con một cho mình chiến thắng. Úi dồi ôi, đi chợ thì con rắc cầm đai chạy chạy là mình đi húp rồi đấy. Muốn lên rắc 3 sớm quá mà người anh em kia không cho. Thôi thì mình xin cái gậy về để có kiếm súng à. Nhà đạo trích ở 3.5 không phải là đối thủ của mình, thế nên là mình có chiến thắng thứ hai để bắt đầu eco lại tiền sau quá nhiều tổn thất vì nãy giờ toàn đánh caro. Đây, mình tiếp tục thắng vì cái nhà gia xua độc hành đạo level 7 với beo vét cầm đồ, nhưng mà một sao này thực sự là không đủ đam để hạ gục 6 đấu sĩ lực lưỡng nhà mình. Đấy, win ngay. Để xem là son 3.7 cho mình cái gì nào. Một cái cung, một cái găng và thêm một ít tiền nữa. Sau đấy thì mình up 7 và roll mạnh để tìm rắc 3, nhưng mà nó tự ra thì được, chứ mình roll thì bất cứ đâu ấy. Roll rất nhanh và rất nhiều nhưng mà không có thêm một con nào, được mỗi con Ugot là ngon thôi. 4.1 thì mình hội ngộ cái nhà mà làm khó mình ở round đầu tiên. Thế nhưng mà giờ mình khác rồi, mình gõ bạn sưng đầu luôn. Lượt chọn lõi này thì tất nhiên là mình lấy lắp kính nhắm rồi. Không có ý định từ bỏ roll rắc 3 nên sau đấy thì mình roll rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ có thêm một rắc với cả hai Aatrox nữa thôi. Thôi cũng được vì Aatrox 2 không đùa được đâu. 4.2 thì mình gặp nhà này ban nãy có lõi số 2 ma thuật với 6 Sivir. Giờ thì cũng Sivir 3 các thứ rồi, nhưng mà dàn tanh mỏng quá nên là vẫn bị rắc nhà mình gõ bong bong vào đầu luôn. Ugot cũng tranh thủ hack cho mình thêm tí tiền để có tiền roll rắc. Chứ thế mình khổ quá, vét sạch túi vẫn không lên nổi rắc 3. Mình eco một chút ở 4.3 và sau đấy thì gặp nhà Nico vệ binh tinh tú cũng roll 7 nhưng mà mới một sao. Hay quá, cho mình xin cái chuỗi 6 để mình gỡ lại tí tiền nhé.
Lại có rắc chạy chạy ở vòng đi chợ, nhưng mà lần này thì mình không để nó thoát khỏi tay mình nữa đâu. Bế về luôn. Về đến nhà là mình lộn tới chết. À, chấp 2 này. Và rắc 3 đây rồi. Thêm 2 cái găng cho Ugot hách đổ với vàng. Rồi tí nữa bán nó đi sau. Rồi mình cho Achok vào sân cầm ở đấu sĩ để thay lập lăng luôn. Vãi trưởng, Achok 2 không đổ mà đã 5k4, máu khiếp thật. Có bạn nào từng cho Achok đấu sĩ carry điểm danh đi. Khỏe vãi mà đây là mình còn không có lõi Achok nha. Chứ có lõi Achok nữa thì mình không biết nó tới cỡ nào luôn. Và Zack 3 không phụ lòng mình khi mà liên tục quá vào đầu hai nhà ở 4.5 và 4.6 để mình có cái chuỗi thắng 8. Dòng thân trả cho mình được thêm một cái găng, một cái váy với một hòm đồ nữa. Mình lấy thêm cái găng để làm bốc đồ cho Riven và lắp luôn cái thú tượng cho Achok. Giờ thì áp dần lên 8 để tí nữa có đủ 8 đấu sĩ ra sân thôi. Thật sự để mà nói thì con Achok này nó điên quá các bạn ạ. Một mình tanh cả team biển đội vô cực nhưng mà vẫn không nằm xuống. Achok bất tử làm team bạn khóc thét ạ. Được nước làm tới luôn, mình áp 8 rồi roll. Có luôn Warwick chốt hạ 8 đồng sĩ vừa khít lộn đít. Mình bán cua trả bốc đồ cho Warwick và gặp một cái bóng không có gì đặc sắc hết. Thế là mình có Wichick 10 ngon lành, đẹp rồi, Echo lên 9 thôi. 5.3 lại là Yasuo độc hành đạo, kẹp Velvet với rồng trông cũng hay phết. Mỗi con ba đồ ra trận cùng quân cảnh laser. Nhưng mà mọi người nhìn máu con Achok đi, 6k8 là 6k8 đấy ạ, trông có điên không. Zack ở đằng sau chỉ việc gõ vào đầu đối thủ khi mà đã có một chống chịu hàng nặng ở hàng trên rồi. Bèo vét đấm liên tục vào mồn Zack nhưng mà sự trả đũa của Zack là không hề kém. Bèo vét chịu chết rồi. Wichick 11 cho thủy thần bên này. Lượt đi chặn 5.4 thì mình lấy cái giáp lửa thôi. Lobby lúc này thì có tận 6 nhà nhưng mà toàn dưới 40 máu. Chỉ có mỗi ai đó là đang cháy với 87 máu ở trên kia thôi. Bạn mình tin rồi. Sau đấy thì 5.5 mình gặp một nhà khá là dị với Kai'Sa kẹp hộ công, Ngưu Binh và Morgana. Bài thì trông cũng vui nhộn đấy nhưng mà bị mình đấm thì không biết là có vui hay không thôi. Tới 5.6 thì mình gặp lại nhà biệt đội vô cực. Này đã update được khá là nhiều tướng xịn lên 2 sao, còn có cả Ezreal cầm đồ nữa. Mình đánh giá rất cao đội hình của bạn trong lobby. Chỉ là con Achok đấu sĩ nhà mình nó chống chịu kinh quá. Bị focus rất nhiều nhưng mà vẫn không nằm xuống. Thế nên là mình lại thắng với lần thứ 13. Morgana cho mình thêm cái hòm đồ để lựa chọn. Thì mình xin chọn cái máy chiếu ạ. Ngay sau đấy 6.1 thì mình gặp nhà này mới nổ hũ. Có Garen thần giáp với cả Vi Tanh. Đằng sau thì có Samira với cả rồng đam nữa. Team bạn quá nhiều đồ nên là đã áp đảo sức tấn công của team mình. Zack gõ liên tục vào Vi nhưng mà Vi không chịu nằm xuống. Trong lúc đấy thì Samira với cả rồng thừa sức gây đam vào dàn đấu sĩ của mình, khiến cho team mình gục ngã chấm dứt chuỗi thắng 13. Cay thì tối rồi luôn. Vừa gáy rõ to. Cay. Bài Zack này cũng đến ngưỡng sức mạnh rồi nên là việc lên cấp bây giờ đang rất cần thiết. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có 5 nhà nên là mình lại gặp lại Kai'Sa. Nhưng mà giờ thì Kai'Sa 3 sao rồi, không còn như ngày xưa nữa. Nó liên tục tích điện vào trên cổ mình, những con tướng ít tiền bắt đầu gục ngã rồi. Sau đấy thì đến Achok và cuối cùng là Zack. Thế là mình thua thêm một nhà nữa rồi đấy. Nhà tiếp theo mình gặp cũng không kém phần châu bò với Ziven 3 sao 3 đồ, cộng với Poppy 3 sao 3 đồ nữa. Tanh quá khủng để cho gã đa phủ đằng sau thỏa sức ném dìu. Hận đời là sao nãy khỏe không gõ được hết mấy cái nhà này đi để giờ ai cũng hóa thú. Mình đỡ làm sao nổi. Đấy, Zack ăn liên hoàn đao vào mồm chứ có đau không. Lượt đi chợ này không có đồ gì ngon cả nên là mình lấy cái huyết kiếm về cho Achok thôi. Về đến nhà thì cũng vừa sinh lên 9. Mình roll rồi bắt về Syndra 2 với cả những con tướng 5 tiền. Còn có cả hai con Achok để âm mưu lên 3 sao nữa đấy. Thêm Syndra 2 kéo kéo các thứ tưởng ngon ăn nhưng mà không các bạn ơi. Tên này mình gặp nhà biệt đội vô cực ban nãy. Giờ thì các carry full đồ rồi đấy là đam to vờ lờ. Mình thua tiếp lần 4 và chỉ còn lại 19 máu. Nhưng mà chuỗi thua 4 đã không thể kéo dài lên 5 vì 6.6 mình gặp nhà Raven này. Syndra quá tuyệt vời, ném quá hay. Lần lượt là Ugot, Mordor rồi Defeater. Zack nhà mình vừa nãy gõ không thấm máu của Riven nhưng mà bây giờ thì có Mordor hỗ trợ nên là được chơi game rồi. Uầy, uầy mày roll với cả xếp bài nên là mình không để ý ra lobby chỉ còn lại đúng một nhà nữa thôi. Kẻ mà mình cần hạ gục để lấy top 1 vẫn là gã đào phủ với dàn vệ sĩ ban nãy. Mình lốc được vị trí của Riven lên. Achok đi thẳng xuống nhận sức tấn công của Raven. Bên này thì Syndra liên tục kéo team vào. Hết Mordor rồi đến Fiddle và cuối cùng là Syndra. Zack của mình nhờ sự hỗ trợ của Mordor Kaiser đã clear được hết dàn vệ sĩ của kẻ địch. Nhưng mà bên kia Raven đã kết liễu đi bậc thầy vũ khí và tấn công sang các mục tiêu khác.
Jack cũng kịp để lại rất nhiều đam trên người gã đào phủ này trước khi nằm xuống. Phần còn lại đã được các tướng Masira kéo vào giải quyết nốt. Mình có được top 1 không phải là dễ dàng lắm, cũng chảy ra chóc vẩy, cũng lên voi xuống chó mới được đấy. Thế nên là mình đánh giá Jack đấu sĩ là một bài khá là dễ chơi nhưng mà mạnh ở mức trung bình thôi. Do là trận này mình ra được Jack khá là sớm và đồ cũng ok nên mới top 1. Các bạn có thể cân nhắc kẹp Jack cùng tin tặc ở đó bay ra tuyến sau, hoặc là đánh lên 9 kẹp 5 tiền giống như mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này và nhớ cho mình xin một like nhá.